Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Hiện tại thì tôi đang bán cái combo đồng hồ và tai nghe nhạc chỉ với hơn 300k, cụ thể là 344k. Anh em sẽ sở hữu hai cái món này anh em nhé, bao gồm một đồng hồ thông minh và một tai nghe Bluetooth không dây. Về các cái tính năng cũng như khả năng của nó thì tôi sẽ để một cái đường link ở phía dưới phần comment, là một cái video review chi tiết của một cái kênh chuyên review đồ công nghệ để cho các anh em tham khảo anh em nhé. Và khi mua cái sản phẩm này thì anh em sẽ được tặng một cái bộ sạc nhanh 20W dành cho iPhone, bao gồm là củ sạc và dây sạc. Cái điều tuyệt vời nhất là nhà bán hàng đang có một cái chương trình ưu đãi cực kỳ lớn dành cho các anh em viewer trên kênh của tôi. Đấy là khi mà anh em mua hàng từ nay đến ngày 28 tháng 11, khi anh em mua hàng qua giỏ hàng ở trên kênh Game Today thì anh em sẽ được một cái voucher giảm giá. Và anh em chỉ phải mua cái combo này với giá là 317k anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì hãy nhanh tay ấn vào giỏ hàng để được nhận ưu đãi. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe quảng cáo. Chúc các anh em tìm được cái sản phẩm như ý anh em nhé. Tôi biết là sẽ có một vài người cảm thấy khó chịu khi mà nghe cái đoạn quảng cáo đầu game, cảm thấy nó khá là dài. Thú thật với các anh em là tôi cũng đã rất là cố gắng để thu gọn cái đoạn quảng cáo đầu game ngắn nhất có thể. Đấy, bây giờ hiện tại là chỉ xin các anh em thêm một phút thôi. Quảng cáo ngắn nhưng mà nó phải đủ ý anh em ạ. Anh em nhé, là anh em thông cảm. Đấy, còn các anh em nào mà không có nhu cầu mua, anh em có thể tua nhanh qua cái đoạn đó sang cái đoạn tiếp theo. Đấy, còn tôi biết là ở trên kênh cũng có rất nhiều anh em là có nhu cầu mua hàng và họ cũng cần phải tìm hiểu về cái sản phẩm, đặc biệt là những cái đặc điểm nổi bật và giá của sản phẩm là phải có thì anh em mới mua được. Những cái anh em mà không có nhu cầu mua ấy, thì anh em thường là anh em sẽ không xem cái đoạn quảng cáo, anh em sẽ tua qua. Đấy, cái việc tua cũng không mất thời gian của anh em. Còn các anh em mà có nhu cầu mua thì anh em cần phải được biết thông tin chi tiết. Đấy thì anh em sẽ xem quảng cáo. Tôi nói thật là các anh em mà cảm thấy khó chịu ấy là bởi vì các anh em chưa xem phim Giờ Vàng ở trên kênh VTV thôi. Đấy, chứ còn kênh Giờ Vàng VTV ấy, anh em xem 40 phút y như cái clip của tôi mà quảng cáo tới 15 phút cơ anh em ạ. Thậm chí là 20 phút, 1/3 luôn ấy. Còn tôi quảng cáo giỏi lắm là được 3 phút. Đấy, tôi chỉ chiếm có khoảng đâu đấy khoảng 5% cái tổng thời lượng video. Thế nên là anh em phải vui lên. Mà nhất là khi mà có người mà thuê quảng cáo ấy thì anh em càng phải vui lên. Bởi vì làm sao? Bởi vì là có người quan tâm đến kênh tôi, có nhiều người xem kênh tôi. Đấy, rồi có người cảm thấy là có nhiều người xem kênh tôi thì mới thuê tôi quảng cáo. Đấy là một cái niềm vui khi mà kênh vẫn đang duy trì được anh em ạ. Chứ đến một ngày mà không ai thuê quảng cáo nữa ấy, thì có nghĩa là không ai xem. Nếu mà không ai xem thì chết rồi. Đấy nó sẽ là cái ngày lụy tàn ở cái kênh này anh em nhé. Lúc đấy mới buồn anh em ạ. Mà tôi sẽ là cái người buồn nhất. Đương nhiên rồi, kênh của tôi mà chết thì tôi là cái người buồn nhất chứ anh em buồn gì, đúng không? Nhưng mà biết đâu đấy, khi mà chúng ta gặp nhau thường xuyên ấy, thì chúng ta cảm thấy ấn tượng xấu về nhau, ghét nhau. Nhưng mà đến khi mà chúng ta không gặp nhau nữa ấy, thì lại cảm thấy nhớ nhớ. Dã man. Ơ không, tôi nói thật đấy, khi mà mọi thứ nó trở thành thói quen ấy thì cái thói quen đấy nó rất là khó bỏ anh em ạ. Ví dụ như các anh em đang có cái thói quen là bây giờ chuẩn bị giờ ăn đúng không, bật lên xem một cái clip, xem xong clip là kết thúc bữa ăn là vừa. Đấy, hay là anh em chuẩn bị đi ngủ, anh em xem một cái clip trước khi đi ngủ ở trên kênh tôi chẳng hạn. Đấy nó trở thành cái thói quen rồi. Và đến khi mà kênh nó tự nhiên một ngày nào đấy nó không ra clip nữa thì anh em tự nhiên cái buổi tối hôm đấy anh em lại làm chằm chọc, anh em suy nghĩ vì không biết là mình phải xem cái gì. Đang kiểu mất phương hướng ấy. Kiểu là như thế. Không biết là có đúng không. Đấy, đúng thì anh em hãy để lại dưới phần comment nhé. Tôi lại thấy có một cái rất là đúng như này, áp dụng cũng rất là hay nhá, anh em thử xem. Đấy là bình thường ấy, buổi tối thì cũng phải nghe vợ nói chuyện ấy. Đấy, nhiều khi không thích nghe, đeo tai nghe vào nghe chính mình. Đấy, tôi ấy, tôi nói tôi ấy nhá, là tôi nghe chính mình đang nói ở trong cái clip của tôi. Và tôi cảm thấy nó buồn cười và tôi cười. Và khi đó vợ tôi nhìn thấy tôi cười với vợ tôi, ấy lở một cái nụ cười chiều mến. Hoặc là thấy tôi cười thì cảm thấy là cái không khí nó khá là thoải mái. Khi mà chồng mình nghe mình nói cười rất là tươi, mặc dù đang nói chồng như hát hay luôn. Đấy, giữ gìn hạnh phúc gia đình rất tốt anh em ạ. Đấy, rất là vui vẻ vợ, thế là vui rồi. Anh em thử áp dụng đi nhá, hơi bị hay rồi đấy. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình là gì? Khi vợ mắng thì đeo tai nghe vào xem Game Today. Dã man ạ. Thế, thôi rồi, bây giờ chúng ta tập trung vào game nhá anh em nhá. Chém gió một tí đầu game cho anh em vui vẻ. Anh em nên nhớ một cái điều nhá, là vào kênh của tôi ấy là để giải trí nhá, không phải là để chơi game.
chơi game ấy cực kỳ căng thẳng, nhưng mà giải trí thì chúng ta sẽ được vui vẻ. Đấy. Rồi. Úi có chuối luôn này. Dã man. Liệu rằng có dư đến round 10 không? Round 9 rồi, một round rồi. Cố lên nào. Sau cái round 10, round sau tôi sẽ bỏ cái con Heaven Bomber vào lấy cái công nghệ mech. Còn bây giờ thì chưa được. Bây giờ phải giữ cái đội hình mạnh nhất để giữ cái chuối cái đã anh em ạ. Khi mà chúng ta lên được level 7 ấy, đấy, lên level 7 thì chúng ta sẽ bỏ thêm một con Heaven Bomber vào. Cố gắng nốt round này đi. Xin nốt cái chuỗi. Ok. I meet. Ui thằng này có vẻ to anh em ạ. Phải to ấy. Ui ôi, thôi xong rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ây da. Khó. Cá lông à? Trận này không có không có bom. Không chơi goblin nhá anh em nhá. Trận trước có bom mà chơi goblin thôi. Thôi nếu mà chúng ta mất chuỗi rồi thì thôi vậy. Lại đánh tư tốn vậy. Có thể là sẽ không cần phải up 7. Thằng này chơi Witcher à? À càng. Trận này có thằng chơi giống tôi nhá. Có thấy là có beat rồi. Có beat và hai thằng chơi mết cơ, không phải một mình tôi đâu. Tôi trận này tôi hướng tới chơi mết rồng anh em ạ. Có con rồng 5 đô và con rớt. Quá mạnh rồi. Trong cái bộ truyền thuyết mà có hai con rớt và con rồng 5 đô, thường là tôi sẽ chơi là bộ bắn trưởng, bộ mết rồng. Nhiều anh em bảo là cái bộ đấy nó hay về top 2 bởi vì là thường là late game là đối thủ sẽ chuyển về cá chơi. Nhưng mà trận này không có cá anh em ạ. Trận này nó không có con Tsunami, đánh nó thoải mái đâu. Random đó. Round này lại cho tôi thêm con mèo thì lại phải up cấp lên. Up cấp lên cho hai mèo vào. Ok. À, thôi cái con rồng này thì tí nữa mua sao. Cứ mạnh cái đã anh em ạ. Đây còn có một con ngựa này. Ngựa kết hợp vào là chúng ta sẽ có thêm cái bộ human nữa. Để mà có sách sớm. Tích sách sớm. Nhưng mà tôi cần một cái con khác. Con ngựa này thì nó không ok lắm. Đợi một cái con khác thuộc hệ human. Ví dụ như là con già chả. Sói à. Thôi. Chỉ khi nào mà có rồng hoặc là già thì mới chơi human thôi anh em ạ. Còn mấy cái con khác thì thôi. Trừ khi là ra rồng ra già sớm thì chúng ta mua thêm những con human vào cho nó đủ 6 human. Còn những cái con human khác thì nó là phải phụ thuộc vào xem là chúng ta đã có co chưa ấy. Vừa chưa có co. Ít nhất là flame phải lên được 2 sao mới chơi được. Hiện tại flame vẫn chưa lên được 2 sao nên là thôi giữ đội hình này giữ máu đã. Ưu tiên giữ máu hơn anh em ạ. Tí nữa tôi cũng sẽ về 5 rồng thôi. 5 rồng 9m là trận này là chơi được ở level 11 luôn. Cái đội hình này nó nhiều anh em bảo là nó là đội hình top 2 về nhì. Thì nó cũng đúng một phần nào đấy thôi, chứ nó cũng không đúng hết. Đấy, nhưng những cái trận đấu mà có rớt ấy thì thường thì nó không phải là như thế. Mà trong những cái trận đấu mà có cá nhá, mà có Tsunami ấy, để mà có 6 cá mà anh em thấy có con rớt thì anh em vẫn có thể chơi được nhá, không sợ đâu. Có rớt thì thoải mái. Rớt cầm gậy xanh nó có thể ăn cả 6 cá luôn. Tôi đã có rất nhiều video clip ở trên kênh rồi. Đấy, anh em cứ yên tâm. Trận này hơi đen nhỉ. Mấy con đôi mà nó không lên được 2 sao. Quá nhiều đôi mà tôi có công nghệ Mech Drone ấy chứ. Nhưng mà mãi không lên được 2 sao luôn. Round này có con rồng này. Lại phải bán một con đi. Được chấp nhận bán một con. Bán thì chắc chỉ bán Skybreaker thôi.
Dù sao chúng ta cũng đủ công nghệ mech rồi nên là không cần con đấy nữa. Thằng này được chuỗi cộng 8 giữ máu tốt này. Đến round 15 rồi mà vẫn còn trên 50 máu. 50 tiền level 7 ở round 15 trên 50 máu nó là quá thành công rồi. Chuỗi cộng 9 luôn. Nhìn thì nó đang đánh chuỗi thua nhưng mà nó lại là cái thằng đáng sợ ở tương lai đấy. Khi mà nó rất nhiều tiền. Thiếu slot. Lại phải bán cái con heo đi. Thôi mua sau vậy. Hơi phân vân nhưng mà thôi mua sau. Ưu tiên bây giờ là vẫn phải đưa mấy cái con mết này lên 2 sao cái đã. Form 6 mết cái đã. Beat này. Trận này thì có beat nhưng mà có mết. Có cả mết luôn. Nhiều beat thì không nói làm gì nhưng mà một thằng beat này thì cũng không có gì đáng lo. Về căn bản là bây giờ trận này nếu mà nhiều mết thì phải sợ mấy cái thằng mết hơn đấy. Hay thằng Aegisid cũng là cái thằng mà cũng đáng sợ ấy nhá. Chết rồi, không có slot mà mua luôn. Có lên bán mấy con rồng đi ưu tiên cho con selling không nhỉ? Như này đi. Muốn mua selling thì chỉ có thể bán một con đi thôi. Nhưng mà tôi không muốn bán mấy cái con mech. Mech bây giờ mà lên 2 sao giữ lại thì cũng ngon. Vẫn có công nghệ mech mà roll đúng không? Bây giờ mà bán mấy con mech đi tí nữa nó không có công nghệ mech. Thôi, ưu tiên. Đao sau lên level kẹp 3 mét vào. Tính toán là cũng sẽ không có slot cho con Skybreaker. À con Soundbreaker rồi. Đấy, sẽ không có slot cho con đấy nữa. Hay quá nhờ. Được đấy. Up cấp lên là sẽ có 3 mét. Ok, như này đi. Mạnh hơn. Hết tiền luôn đấy. Giáp ma này cũng được này. Cái giáp ma này này, trận này có nhiều cái thằng bắn trưởng. Chơi giáp ma có kháng phép 30%. Ok anh em ạ. Để cho con Thunder cầm ở phía trên. Hợp lý. Như này là cũng sẽ có đủ đam. Mỗi tuổi là tiền hơi thọt một tí đó. Gặp thằng có chuỗi này. Cắt được cái chuỗi của thằng này không? Cắt được chứ. Hay quá. Hình như vừa lấy thằng này cắt chuỗi của tôi thì phải. Đúng rồi, thằng Imit này. Giờ mình xin lại rồi. Tôi có chuỗi luôn. Úi dồi. Được đấy. Từ từ nha. Roll cái đã. Ok. Thôi quả trứng này đập cho Thunder đấy anh em ạ. Phải tiết kiệm tiền. Tiền nó vừa lên được một tí rồi. Đấy, tiết kiệm tiền luôn nha anh em nhá. Tiết kiệm tiền. Trận này có khi là không lên được level 11 là phải đánh ở level 10 ấy. Yeah. Ok nha. Rồi, tiết kiệm tiền thôi anh em ạ. Thọt quá rồi, thọt tiền lắm rồi đấy. May quả cắt chuối. Bây giờ là mục tiêu nó là giữ cái chuỗi này. Đấy, này, nhìn này, 5 rồng rồi này. Đã 5 rồng rồi đây này. Ok. Có khi là bán bố nó mấy cái con mèo miếc các thứ đi thôi nhở. Tầm này tiết kiệm tiền tối đa đi. Bán mấy con này đi. 6 mét vào luôn. Cũng mạnh mà, đúng không? Ok. 6 mét 3 rồng.
6, mét 3 rồng đánh level 8. Ngoài ra thì chúng ta kẹp được thêm một con Zipper 2 sao nữa, làm tăng cơ phía trên là cũng ok rồi. Rồi, để Blink này cho con Flame đi. Úi dồi, Blink xuống chết luôn. Thể không Blink thì không sao, nhưng mà Blink là chết ngay. Trận này có cả 9 xin à? 9 xin pha ke. Tôi vừa bàn với con Heaven Bomber thì nó ra anh em ạ, nó lên 2 sao. Cày nhỉ. Trận này nó kiểu nó cứ bị cặp ấy, mãi nó không lên được 2 sao. Anh em thấy là bây giờ hiện tại là tôi cũng có phải đến 5 6 cặp ở đây rồi. Quá dã man. Trên này còn có cả cửa nai. Cửa nai bây giờ yếu lắm. Cái bộ này mãi mà nó chưa có ra khỏi hang nhỉ anh em nhỉ. Thực sự là qua biết bao nhiêu meta rồi vẫn thấy ở trong hang. Đây rồi, lên được 2 sao này. Cửa nai không biết bao giờ mới comeback trở lại đây. Chắc là ít ra là cũng phải qua cái meta beat anh em ạ. Qua cái meta này thì mới comeback được. Bắp thì cũng bắp liên tục cơ chứ. Đợt vừa rồi là bắp cửa nai liên tục cơ chứ. Mà có ăn thua gì đâu, cũng chả ăn thua gì. Vẫn là sẽ có là bây giờ xuất hiện thêm thằng Beat, nhưng mà có thêm thằng Assassin. Beat có đồ nhá. Thằng này già 2 rồi ạ. Vãi cứt. Già 25 rồng rồi anh em ạ. Đội hình mạnh luôn. Gặp thằng đấy là thua đâu. Cấm đánh lấy không? Không. Chuyện này nhiều mét không chơi cấm đánh. Rèn bằng được ra cái cầu vực thẳm anh em ạ. Mấy cái thằng Beat nó có phải là cái gì mà chúng ta sợ đâu mà. Mặc kệ vào nó. Chủ yếu đánh với mét thôi. Gậy xanh. Ok. Hiện tại là thiếu Dragon Claw đúng không? Ra Dragon Claw thì chúng ta sẽ form luôn 5 rồng 6 mét ở level 9. Như này đi. Kiếm thêm quyển sách một round. Chịu khó tí vậy. Biết đâu rồi lên được 11 đúng không? Bắt đầu tích sách từ round 21 à? Nhưng mà thắng thì nó cũng bây giờ cũng hơi khoai đấy nhá. Bây giờ mà ra con đứa đâu cửa lai nhỉ. Đẹp luôn. Vừa có sách mỗi round lại vừa form được cái đội hình mạnh. Bây giờ phải cầu trời khấn Phật cho ra đứa đâu cửa lai đi. Lên level 9 rồi. 15%, 20% là ra 4 đô rồi. 20% ra 4 đô mà không ra được con đứa đâu cửa lai thì quá đen luôn đấy. Hiện tại có thằng nó ra Dragon Claw 2 sao rồi. Tôi chưa ra con nào. Úi dồi, đây rồi. Thế thì form luôn rồi. Hay quá nhở. Được đấy. 6 mét 5 rồng ở level 9 đấy rồi. Bắt đầu tích được sách ở cái level này rồi. Bây giờ là cần phải tích 11 quyển sách rồi. Nếu mà giữ được cái chuỗi này thì đến round 33 là chúng ta lên được. Còn nếu mà mất chuỗi thì có thể là nó sẽ đến round 35 đến 40. Mạnh rồi. Thằng này vớ vẩn đi luôn ấy. Đúng là cửa lai xuống hố rồi anh em ạ. Ơ cái gì vậy? Nhầm à? Không. Ui, mất chuối cái thằng cửa lai ạ.
Thế tôi vừa nói cái gì vậy? Thật sự là xuống hố không? Có thật sự là xuống hố không? Có thật sự là xuống hố không? Có thật sự không? Ok. Ui ôi, nó cắt chuôi của tôi anh em ạ. Thế không phải tin rồi. Nhầm à? Quê quá đấy mất tôi. Già này. Không hiểu tại sao. Cầm gậy xanh rồi mà vẫn thua nhỉ? Điều đặt. Mất chuỗi thằng Clyde đấy. Mà cái thằng đấy yếu mà. Thề. Thằng Clyde đấy tí nữa gặp mấy cái thằng beat thì đi thôi. Anh em ạ. Hai thằng beat làm sao mà đỡ được. Máu còn có tí kia. Không ăn thua đâu. Cắt được cái chuỗi nhưng mà cũng sắp đi rồi. Exit. Thằng này bị out. Thằng này bị out rồi. Đánh lên level 7 thì chắc là đi thôi. Cái kiểu này là cái kiểu ngủ quên đi mà. Đang chơi ngủ quên mất. Tôi chơi cái trận đấu này nó hơi muộn. Ok, có thêm một cái món đồ kháng phép cũng ngon. Chán nhỉ, mất quả chuối chán thật. Mất quả chuối xong là tự nhiên lại cái tốc độ lên level ấy, nó lại chậm lại. Level 11 nó lại chậm lại rồi. Và level 10 nó cũng chậm lại luôn bởi vì nó không có chuối, tiền nó ít hơn. Rồi ua cả này. À, thằng này có khi tôi thua. Ua ơi, căng quá anh em ạ. Beat sách rồi. Đẩy căng luôn. 18 máu ạ. Thề. Ơ kìa, từ từ, Storm này. Storm Saman à. Quá được. Level 10 kẹp vào. Round này có thể ăn được quái không nhỉ? Bây giờ mà cho 6 human vào có toang quái không? Tham phát không nhỉ? 6 human này lại phải chơi fake ấy. Chỉ chơi được 3 rồng á. Không chơi được 3 rồng luôn. Này ăn được quái không? Ông mẹ vớ vẩn toang quái nhở. Được không? Được chưa? Ui được không? Được không? Được không? Được 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 không? Được không? Được không? Được. Được. Ui sợ quá đấy mất rồi. Cứ tưởng toang quái. Ngon rồi. Rồi bây giờ đưa lên level 10. À không, chưa được, chưa được. Tao này vẫn phải đánh ở level 9 anh em ạ. Chưa được. Thôi dồn hết đồ cho Storm Shaman thôi. Có điều là bây giờ tôi mới chợt nhận ra là nếu mà chúng ta đánh ở level 9 này thì nó lại không đủ 5 rồng anh em ạ. Thế lại phải lên 10 rồi. Lên level 11 nó nâu hơn một chút vậy anh em nhá. Về căn bản là phải lên 10 thì nó mới kẹp thêm được con Storm. Mà bây giờ có Storm thì lên 10 thôi, chứ không đánh ở 9 làm gì cả. Trận này có Witcher này. Ai mít là chuyển sang Witcher à? Ui đấm cho tôi luôn này. Phải đấy. Có thêm một quyển sách. Tốt quá. Dark Spirit phải mua. Như này đi. Cảm giác Storm Shaman không uy tín cho lắm anh em ạ. Tôi vừa nhìn thấy nó tung trưởng nhưng mà cái lượng đam gây ra nó cũng không được nhiều. Nó chậm lắm. Để có Thunder gây đam khỏe hơn. Thôi bây giờ cái con Storm Shaman đóng vai trò khóa skill đi. Tí nữa khi nào lên được 2 sao thì chúng ta dồn đồ nó. Tầm này 1 sao vẫn yếu lắm. Không ăn thua. Cái con này 1 sao nó chỉ mạnh ở trong cái bộ 6 đỏ thôi anh em ạ.
Bởi vì cái bộ đấy nó bắn được nhiều lần, còn bộ này nó bắn được có một lần thôi mà. Gót 6 đỏ nó tung trưởng nó liên tục, chứ còn cái bộ này nó bắn được có một lần, thả ra cái trưởng không chết được đối thủ là thua. Thôi để như này đi. Đấy, trông con Thunder nó quét nó uy tín hơn đúng không? Trông uy tín hơn nhiều. Đấy, thắng được Clyde luôn rồi này. Thấy chưa? Clyde yếu mà. Đi luôn. Ui giời. Còn Clyde không ăn của tôi luôn. Chắc là phải ra 30-31 mới lên được level 11 anh em ạ. Bây giờ còn hai nhà beat, hai nhà beat có sách, một nhà Witcher và một nhà mage. Cái nhà mage thì nó đang bài nó đang to hơn tôi. Tôi có mua Thunder 2 sao gánh thôi anh em ạ. Nhà mage kia nó có cả rồng, nó có cả già 2 sao nữa. Ok. Thằng Beat kẹp lên con Tabu. Mà thằng này đi rồi. Thằng này nó lại không có sắc. Chơi Beat rồi không có sắc thì xác định đi thôi. Chắc chiêu từng cái quyển sách một để có hy vọng là lên được 11. Chỉ cần lên 11 thôi, không có mơ ước gì nhiều. Lên 11 là được rồi. Lên 11 là chúng ta sẽ kẹp được thêm con Dash Sprint vào. Vẫn chơi là 6m, kết hợp với cả Dash, kết hợp với cả đá, 4 đá để chơi với nhà Beat. Đồ là tôi có hai đồ kháng phép thì chắc là con Thunder này không chết luôn được đâu nhỉ. Gặp thằng Imit này. Này Witcher. Witcher ra được con kiếm hồn 2 sao rồi. Ấy à, chém đau đấy. Chém phát nào chết con đấy kìa. Ui. Từ từ đã. Mời anh em chào tôi, chào lại anh em cái. Cái con kiếm hồn không mất máu anh em ạ. Điêu thật. Một loạt trưởng tung ra mà không mất tí máu nào. Xong rồi, cái nhà mết đi rồi. Bây giờ còn nhà Beat. Nhà Beat với cái nhà Witcher. Mà cái nhà Witcher khỏe đấy nhở. Quả vừa rồi là cũng 5 rồng 6 mét là cũng mạnh rồi đấy chứ. Tung trưởng nó không mất tí máu rồi luôn. Mà cái con kiếm hồn nó có bắp ngầm gì không nhỉ anh em nhỉ. Tôi thấy quả vừa rồi nó chém đau cực kỳ luôn đấy. Không biết có phải bắp ngầm không. Chém đau thật sự. 6 Warlock mà đánh với cả 6 Beat mà vẫn vô tư ấy nhỉ. Ai biết được chơi 6 Warlock luôn. Ác thật. Ra rớt rồi. Lên được 11 rồi. Con Doom mà cho vào, hợp lý. Ok. Món này cũng được. Đổi thêm một cái đồ cam nữa, lấy cái hết không? Đổi luôn đi. Không có hết nhưng có hút máu. Lấy hút máu. Rồi. Xong rồi bạn ơi. Ui nhưng mà con gấu của nó cũng trâu phết đấy. Trâu thì cũng đi thôi. Hay quá.
9 máu, thằng Beat chắc đi trước à. Cái bộ này bộ counter Beat mạnh mà. Rớt rồng. Bỏ luôn cái con Dragonglide đi. Luôn mạnh cái xem nào. Đây rồi. Ok. Khỏe đấy. Đát 2 này. Ui, lần này xoay quạt phát đi luôn. Mà gặp cái bóng anh em ạ. Khỏe rồi. Xoay phát quạt bay cả đội hình luôn. Vừa lấy ăn được tôi, bây giờ không ăn được nữa này. Ui, có một điều rất là lạ. Đấy là cái bọn Warlock nó vừa ăn được cái bọn Beat anh em ạ. Không thể ngờ tới luôn á. Warlock ăn được Beat luôn. Ghê nhờ. Beat thì gấu có sách. Gấu có sách có đồ luôn. Sừng chiến. Vẫn ăn được. Hay là cái bộ Warlock nó quay trở lại rồi. Già 2 à. Thôi không cần cái con này. Không có slot. Đây rồi. Hay quá. Thôi vô địch rồi anh em ạ. Cỡ này đỡ làm sao tối. Khống chế tới chết rồi. Xong rồi. Rao cuối cùng để mạnh mẽ hơn thì cho con Dash of Lead vào thay cho con rớt. Có thêm 4 đá nữa này. Xong chưa? Thế còn cái gì nữa mà chơi đâu. Đối thủ chắc rao này là đi đâu. Chả ơi cửa gì ăn được. Khi mà Storm đã lên 2 sao rồi thì có nghĩa là nó tung trưởng liên tục anh em ạ. Khi mà nó cầm gậy xanh. Bây giờ thì không có con nào nó có thể tung trưởng được ấy. Đối thủ trừ khi là có BKB thôi. Nhưng mà nên nhớ là còn có cả một con Doom nữa nhá. Bây giờ BKB mà dồn cho 5 đô thì là chắc chắn là bị Doom. Bắt làm sao được. Trời ơi bắt dễ thế à. Sao không? Xong rồi bị Doom rồi. Kiếm hồn bị Doom. Quá đơn giản, thực sự mạnh. Thực sự mạnh anh em ạ. 5 rồng 6 mét kết hợp với cả 4 đá và một con Storm Shaman làm co. Nó có khi nó còn mạnh hơn cả cái bộ 6 đỏ kẹp với cả Storm Shaman 2 sao cầm vệ xanh ấy. Tôi nói thật, mạnh hơn ấy. Bộ này nó kết liễu nhanh mà nó khóa skill kinh khủng lắm. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em đã nhìn được cái trận đấu mà đối thủ đang một cái chuỗi thắng vàng khè 10 trận thắng liên tiếp mà phải bay màu với một cái round 50 máu chưa. Anh em hãy xem clip bên trái nhá. Quá đã anh em ạ. Nhân ái lắm, yên tâm nhá. Clip nhân ái chứ không có ác tí nào với đối thủ đâu. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem siêu phẩm hay nhất ở trong tuần này. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.